Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các quý nam nữ Phật tử, thì tối hôm nay ngày 14 tháng Giêng năm Quý Mão 2023 là ngày sám hối định kỳ, cũng là ngày sám hối đầu tiên của năm Quý Mão 2023. Thì các Phật tử trở về đạo tràng phát tâm để lại hồng danh của mười phương chư Phật, nguyện công đức, nguyện cho tất cả những nghiệp chướng trong quá khứ nhiều đời được tiêu trừ, và từ đó phước được sanh, công đức được sanh ra, và chúng ta thực hiện lời của Đức Phật dạy, tránh các nghiệp ác và luôn luôn làm các việc lành, cũng như là giữ cho thân khẩu ý được thanh tịnh. Đó là những lời cốt tủy của Đức Phật dạy cho chúng ta trở về sám hối trong dịp đầu năm. Dịp đây thì cũng gửi lời đến các vị ngày rằm tháng Giêng là một trong những ngày rằm lớn. Bà sư nói đi chùa năm thì không bằng ngày rằm tháng Giêng, để cho nói lên cái ý nghĩa quan trọng trong ngày rằm tháng Giêng. Vào dịp đầu năm chúng ta tạo nhiều công đức, nhiều thiện lành, thì công đức được sinh ra, phước báo được sinh ra, thì nhờ cái phước đó mà che chở cả chúng ta suốt cả một năm 12 tháng cho đến cuối năm. Thì ngày mai thì có lễ cúng rằm, thì trong đó thì chúng ta tụng thần kinh 9 giờ sáng chúng ta tụng thần kinh, sau đó thì chúng ta cúng rằm, cúng Phật, cúng Tam Bảo, sau phần cúng ngọ thì tiến hương linh ngày thất thứ hai của hương linh thân thụ của Phật tử Quản Thiên Tiết Namo
Tôi vẫn
Kim tự Oh.
Thưa ba tâm cô đề dạng cũng chúng sanh
Yeah.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
siêu thăng người toàn phúc là âm dương lượng đời.
Xin chúc các vị một đêm thật ngon giấc.